Rồi, cái chia sẻ tiếp theo với mọi người sau khi mà ba chân về hệ thống rồi thì mình chia sẻ với anh chị em 7 cái tư duy để đóng gói được hệ thống marketing và sale. Anh nhớ anh chị em hãy gõ số 7, hãy gõ số 7 xuống dưới màn hình, hãy gõ số 7 xuống dưới màn hình để chúng ta tương tác với nhau ạ. Dạ vâng, 7 cái tư duy để đóng gói hệ thống sale và marketing ạ. Tối ngày nay mình sẽ chia sẻ sâu nhất về cái 7 tư duy để giúp anh chị đóng gói hệ thống marketing và sale ạ. Rồi ok, rất là cảm ơn. Dạ, đầu tiên là cái tư duy đầu tiên, đó là tư duy chúng ta đóng gói hệ thống marketing và sale thì chúng ta phải có một cái kế hoạch, và cái kế hoạch đóng gói hệ thống sale marketing phải dựa trên cái mục tiêu của doanh nghiệp ạ, phải dựa trên mục tiêu của doanh nghiệp ạ. Và bao nhiêu anh chị em ở đây là bao nhiêu anh chị ở đây đã từng tham dự cái khóa tự động hóa part 2 của thầy Trọng thì anh chị em hãy comment số 2. Tức là cái hệ thống gọi là hệ thống tự động hóa bứt phá, anh chị em hãy comment số 2. Và trong cái số 2 ấy, trong cái số 2 này tự động hóa part 2 thì thầy Trọng có đào tạo rất là kỹ về cái việc mà chúng ta sẽ thiết lập và cái mục tiêu và cái lập kế hoạch dựa trên cái MV GSM ấy. Rồi ok, rất là nhiều những chị Thùy, rồi ok, chị Thùy đã từng tham gia, rất nhiều anh chị tham gia. Và nếu anh chị cảm thấy tuyệt vời, hãy gõ chữ tuyệt vời xuống dưới ô phía dưới ạ. Hãy gõ chữ tuyệt vời xuống ô phía dưới. Rồi ok, rất nhiều anh chị em đã comment số 2 và nhận rất nhiều giá trị đúng không ạ. Cho nên là ngày hôm nay anh chị em tiếp tục có mặt đây với là những cái dòng chữ rất tuyệt vời. Và sau khi mà mình nhận được một điều, đó là chúng ta sẽ phải xây dựng một cái hệ thống automation marketing và sale, tức là tự động hóa được marketing và sale. Đặc biệt là cũng có một cái điều may mắn là mình đi học khá là nhiều, kể cả về mặt chiến thuật, chiến lược. Cho nên sau đó mình kết nối luôn với cái hệ thống đào tạo của bên BDC ấy, thì mình lại xây dựng được một cái hệ thống gọi là kết nối về mặt kế hoạch theo mô thức là MV GSM để xây dựng cái hệ thống sale và marketing của mình. Đầu tiên là chúng ta phải có một tư duy đóng gói trước ạ. Đây là những cái như là đúng không ạ, anh chị em nhìn ở đây có quen cái màn hình mình đang chia sẻ. Nếu anh chị em nào học về cái lập kết nối về theo gọi là lập kế hoạch ấy, theo một cái công thức gọi MV GSM của bên BDC đúng không ạ, hoặc là BSC đúng không ạ, hoặc 5YS đúng không ạ, bao nhiêu anh chị ở đây cảm thấy tuyệt vời thì anh chị hãy comment tuyệt vời giúp mình ạ. Yeah, ok, nhưng mà cái này thì lại chia sẻ sâu ở trong những buổi chương trình đào tạo, nhưng mình cũng chỉ là chia sẻ một số cái như vậy thôi ở chỗ BGC thôi, còn lại thì các anh chị đi có thể tham gia học chương trình để anh chị em biết về cái chương trình này đúng không ạ. Yeah. Cái tư duy thứ hai sau khi mà chúng ta học MVGSM rồi đúng không ạ, MVGSM rồi thì chúng ta sẽ xây dựng cái kế hoạch và chúng ta sẽ phân bổ cái kế hoạch của chúng ta đúng không ạ, phân bổ được kế hoạch theo đầu tiên là kế hoạch về công ty đúng không ạ, theo mục tiêu công ty. Thứ hai là chúng ta sẽ phân bổ được cái kế hoạch của chúng ta theo cấp đơn vị kinh doanh đúng không ạ, là các SBU. Sau đó là chúng ta sẽ phân bổ xuống từng cái chức năng một, đó là chức năng, các chức năng trong đó là mình đang đi thẳng vào là chức năng marketing và sale. Sau khi mà chúng ta đã phân bổ tất cả những kế hoạch, chúng ta có những kế hoạch này rồi về đơn vị gọi là về công ty, về đơn vị kinh doanh, về các bộ phận chức năng nữa, thì chúng ta sẽ hoạch định được từng cái công việc một cho các bạn marketing trong từng năm, từng quý, từng tháng, từng tuần và xuống tận ngày. Thì tí nữa mình sẽ có một số cái mẫu để minh họa để cho anh chị em thấy. Ok. Tức là sau khi mà chúng ta đã phân bổ rồi, chúng ta sẽ lập được cái kế hoạch chi tiết về mặt marketing theo năm, theo quý, theo tháng, theo tuần, theo ngày, phân bổ trực tiếp xuống từng bạn nhân viên để các bạn gì có một cái kế hoạch sẵn sàng. Và như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình bị thiếu việc. Và khi mà như thế này thì các anh chị em quản trị thì hoàn toàn có thể quản lý được đội ngũ của mình. Bao nhiêu anh chị em ở đây cảm thấy là mong muốn quản lý đội ngũ để các bạn làm việc theo đúng kế hoạch và đạt được cái mục tiêu của mình thì anh chị em hãy comment số 1 ạ. Hãy comment số 1 xuống dưới ạ. Rồi ok, tôi cảm ơn Trang. Cảm ơn Trang. Bạn hãy comment số 1 xuống dưới để mình biết là anh chị em rất là mong muốn. Ok, cảm ơn bạn Mai Hương. Cảm ơn bạn Chính. Cảm ơn. Ok, cảm ơn PC. Đây là một cái đây là một cái kế hoạch marketing cho cấp digital marketing được phân bổ theo cấp công ty. Cái này thì ở đây các bạn có cảm thấy cái đây chỉ là một cái kế hoạch nhỏ mà mình cho một bạn sinh viên thực tập, một bạn sinh viên thực tập ở bên mình làm thôi. Các anh chị em đã thấy nó rất là chi tiết rồi.
Đây là một cái kế hoạch digital marketing tổng thể dành cho cấp đơn vị công ty, cấp đơn vị công ty. Đấy, sau khi mà chúng ta có cái kết nối với MV GSM rồi thì chúng ta sẽ phân bổ các cái kế hoạch xuống cấp công ty, cấp chức năng và cấp các cái cấp trực tiếp xuống đơn vị kinh doanh, các cấp chức năng và các cấp cá nhân. Rồi. Sau khi mà anh chị đã có một cái kế hoạch phân bổ theo năm, theo quý, theo tháng, theo ngày rồi thì anh chị em sẽ phân bổ xuống từng đầu một các bạn nhân sự. Ví dụ như các anh chị em sẽ tổ chức được cái bộ phận kinh doanh marketing của mình, ví dụ bộ phận marketing đi. Bạn content sẽ phải làm gì trên từng cái đầu công việc, bạn thiết kế sẽ phải làm gì trên từng đầu công việc, các bạn chạy ads thì sẽ có kế hoạch chạy ads xuyên suốt trong vòng một quý. Thông thường mình hay lên kế hoạch chạy ads một quý thì ít khi mà lên kế hoạch chạy năm được, bởi vì nó liên quan đến cái sự biến động. Dạ, liên quan đến sự biến động. Ok. Cho tôi slide được không admin à? Ok. Ok. Sau khi mà anh chị em có được cái kế hoạch cụ thể rồi, có kế hoạch cụ thể cho phòng ban của marketing và từng cái vị trí một, thì đây là một cái bản vị trí đây, một cái bản gọi là kế hoạch phân bổ chi tiết cho một cái dự án nhỏ. Sau khi mà anh chị em đã có được cái kế hoạch phân bổ cả năm, phân bổ đến tháng, phân bổ đến quý, và đây là một cái bản kế hoạch phân bổ đến dự án này ha, đúng không? Đây là một cái bản phân bổ đến dự án. Ví dụ như đây là một cái dự án về mặt nhỏ, về mặt content, sale và marketing, thì các bạn ấy sẽ rất là rõ ràng, các bạn sẽ rất là rõ ràng landing page thì sẽ phải làm gì, hình ảnh này phải ra sao, dạ đúng không? Người viết là ai, thiết kế là ai, rất là rõ ràng, và những cái ghi chú, và đây là những cái đường link đính kèm để chúng ta có được những cái hình ảnh hoặc là những cái content để các bạn này, các bạn thiết kế hoặc những bạn content và các bạn marketing sẽ làm việc theo đây. Và những cái nội dung ở trên đây, những cái này các bạn sẽ up lên trên dần như đây. Ví dụ các bạn làm xong cái gì, các bạn sẽ up lên dần nội dung như thế này. Nó cụ thể luôn là nội dung, hình ảnh, người viết hoặc là thiết kế là ai, nó rất là rõ ràng. Và như vậy thì các bạn sẽ tự động các bạn làm được. Rồi sau khi mà chúng ta có một cái tư duy về việc lập kế hoạch rồi, có việc tư duy về cái việc mà chúng ta sẽ phân bổ cái kế hoạch đó xuống các đơn vị triển khai rồi, thì chúng ta phải có một cái tư duy thứ năm, đó là các bạn gõ dù mình cái tư duy thứ năm, đó là xây dựng được các cái hệ thống công cụ và các hệ thống công nghệ để hỗ trợ cho bộ phận sale và marketing làm việc, để các công cụ và công nghệ để hỗ trợ cho các bộ phận sale và marketing làm việc, như là các hệ thống phần mềm ở đây, như là các hệ thống phần mềm hỗ trợ về automation, các hệ thống phần mềm về chatbot, các hệ thống phần mềm về CM để lưu trữ hệ thống thông tin. Chúng ta phải có một cái tư duy tiếp theo, tư duy thứ năm là chúng ta sẽ phải xây dựng được các hệ thống công cụ công nghệ để hỗ trợ cho bộ phận sale và marketing làm việc. Ví dụ như sale thì rất là cần hệ CM để lưu trữ thông tin và tương tác, để tránh tình trạng ví dụ như khi có một bạn nhân viên kinh doanh nghỉ thì các anh chị hoàn toàn có các bạn mới vô khai thác lại cái tệp data cũ, thì các bạn hoàn toàn có thể nhận biết là những cái bạn kinh doanh trước đây hoặc là khách hàng đấy như thế nào, để anh chị có thể phát triển được, anh chị có thể khai thác thêm, khai thác tiếp ạ. Rồi, cái hệ thống như vậy thì anh chị sẽ để ý đó là nó là hệ thống CM, là nó là những cái hệ thống quản trị automation marketing. Và có một cái điều ấy, hôm trước mình có trao đổi với khá nhiều anh chị trong các hệ thống website của mình ấy, thì các anh chị các cái mà để các anh chị gom các hệ thống data vô ấy, thì mỗi có phải có rất nhiều người trực. Bởi vì tại sao bởi vì các anh chị không gom được các cái hệ thống gọi là tương tác đa kênh của mình lại trên một cái nền tảng, thì các anh chị sẽ rất là mất thời gian để kiểm soát theo dõi, và các anh chị sẽ bị rời rạc. Cho nên là bên mình sẽ gom lại cái hệ thống quản trị đa kênh tập trung lại một cái nền tảng, và sau đó là các bạn chăm sóc cái hàng nó sẽ dễ dàng làm việc hơn. Đấy là cái hệ thống gọi là công cụ và công nghệ. Sau khi mà chúng ta đã có những hệ thống về công cụ công nghệ để hỗ trợ cho các bạn kinh doanh làm việc rồi, ví dụ chúng ta hoàn toàn biết, ví dụ như là chúng ta đi cuốc một cái thửa ruộng chẳng hạn, nếu chúng ta dùng tay cuốc mà chúng ta không có công nghệ, không có công cụ để cuốc như là những cái cuốc chẳng hạn, những cái xẻ chẳng hạn, thì chúng ta dùng tay bới chắc là rất là lâu đúng không ạ? Hoặc là ngày xưa thời nguyên thủy là các cụ chúng ta là hay dùng cuốc bằng đá đúng không ạ? Các cái cuốc, cái xẻ bằng đá đúng không ạ? Và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tiến độ cũng như là cái thời gian và cái công sức và cái sức lực thì nó rất là chậm. Đúng không ạ? Thì sau khi mà chúng ta cải tiến hệ thống công cụ công nghệ lên, bây giờ là hiện đại đại rồi, người ta sẽ dùng những cái như là máy cày, máy bừa, rồi những cái máy cuốc đất, thậm chí là những cái máy thu hoạch rau củ quả, đúng không ạ? Và cái tốc độ bây giờ rất là nhanh và năng suất bây giờ được nâng cao rất là nhiều, đúng không ạ?
nhất là đối với những cái công cụ công nghệ hiện đại hơn, là nó sẽ giúp chúng ta tăng tăng tốc độ làm việc hiệu quả hơn nha. Thì trong marketing và kinh doanh cũng vậy, chúng ta phải xây dựng được bộ công cụ để làm việc. Và sau khi xây dựng được cái bộ công cụ rồi thì chúng ta đến một cái tư duy thứ sáu mà chúng ta phải đóng gói được, đó là chúng ta phải xây dựng được một cái hệ thống báo cáo cho từng cái vị các cái điểm cảnh báo xanh đỏ vàng đen. Có bao nhiêu anh chị ở đây cảm thấy là mình đã từng bị mất rất là nhiều tiền trong cái việc mà chạy ad? Mình có rất nhiều kinh nghiệm về về việc chạy ad các anh chị ạ. Mình đã tiêu cho ông Google khoảng cỡ hơn 4 tỷ về việc chạy ad. Và đã tiêu cho bên Facebook thì chắc cũng khoảng cỡ 2-3 tỷ về việc chạy ad. Cái con số cụ thể mình không nhớ nhưng mà nó là số lẻ. Khoảng gần hơn 2 tỷ. Thì mình nhận ra một điều đó là trước đây mình cũng là cái người từng đi học, từng đi làm, mà sau này mình xây dựng cái hệ thống marketing và kinh doanh để cho các bạn làm. Có những cái phút giây tương đối lơ là và mình đã phải gọi là mất bằng rất nhiều chi phí khi mà mình không có được một cái hệ thống gọi là hệ thống kiểm soát. Sau khi mình nhận ra được ấy, thì mình nhận ra một điều là mình đã mất rất nhiều tiền rồi các bạn ạ. Và ngày hôm nay đã chia sẻ với anh chị là chúng ta phải có một cái hệ thống báo cáo cho từng cái công cụ, cho từng công cụ và cho từng công việc, để chúng ta có thể kiểm soát được gì cái chi phí của chúng ta, kiểm soát được công việc của mọi người ạ. Tức là chúng ta đã phải có, sau khi mà chúng ta có kế hoạch rồi, chúng ta phân bổ rồi, thì cái việc kiểm soát nó rất là quan trọng. Bao nhiêu anh chị em ở đấy cảm thấy là chúng ta đã mất rất nhiều tiền, hoặc là bao nhiêu anh chị em ở đây đã từng mất rất nhiều tiền cho các hoạt động mà không kiểm soát được với cái chi phí ép và chúng ta tốn rất nhiều tiền, thậm chí thuê ngoài nhưng mà kiểm soát không hiệu quả chẳng hạn, thì anh chị em hãy comment tôi để mọi người cùng chia sẻ với nhau ạ. Rất nhiều anh chị em comment tôi đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị em đã mất tiền rất là nhiều, những cái đồng tiền mà về marketing và kinh doanh đúng không ạ? Và cảm thấy là không 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 được đảm bảo. Ok, rất là chia sẻ với mọi người. Ok, bạn Hải Hà, bạn Giang. Ok, rất là cảm ơn mọi người. Thì chúng ta phải xây dựng được một cái hệ thống. Nếu như những anh chị nào có thể muốn có những cái form mẫu hay là có những cái mà biểu mẫu về các hệ thống kiểm soát này, thì anh chị có thể join vào trong cái group. Thì có gì cuối giờ thì mọi người sẽ share group để anh chị có thể vô, để anh chị có thể nghiên cứu cùng mình. Sau khi mà chúng ta có một cái gọi là cái hệ thống để chúng ta đo lường được các công cụ rồi, và chúng ta báo cáo rồi á, thì chúng ta phải xây dựng được một cái hệ thống điểm chuẩn, gọi là điểm cảnh báo, là điểm đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng và đèn đen ạ. Ở trong đèn giao thông, bao nhiêu anh chị ở đây là từng từng đi tham gia giao thông rồi ạ? Và anh chị em sẽ thấy một cái điều đó là các tuyến đường giao thông chúng ta là sẽ có đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng đúng không ạ? Và mình xây một cái hệ thống báo cáo theo tiêu chí là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ví dụ như anh chị em có thể xây một cái hệ thống báo cáo về mặt KPI cho bộ phận kinh doanh. Giả sử như cái tỷ lệ chuyển đổi của các anh chị em ấy là 10% là tỷ lệ vàng, tỷ lệ xanh là trên 10%, tỷ lệ đỏ là dưới 10% và tỷ lệ dưới 5% là tỷ lệ đen xì, đúng không? Đen quá đen, nếu mà giả sử như cái tỷ lệ về chuyển đổi dưới 5% chẳng hạn thì nó là đen. Thì anh em sẽ dựa trên cái đấy, và khi anh em đọc được các cái chỉ số như vậy thì các bạn sẽ rất là dễ trong cái việc kiểm soát và điều chỉnh. Thì sau khi xong rồi thì chúng ta phải có một hệ thống để chúng ta kiểm soát, phân tích và cải tiến lại hệ thống kinh doanh, hệ thống marketing thông qua cái việc chúng ta đọc được các dữ liệu báo cáo như vậy ạ. Bao nhiêu anh chị em ở đây là cảm thấy là cái dữ liệu báo cáo rất là quan trọng, và nếu mà chúng ta có dữ liệu báo cáo thì chúng ta mới đo lường được, mới cải tiến được. Và nếu như chúng ta không có dữ liệu báo cáo thì chúng ta không thể đo lường, cải tiến được. Và bản thân mình đã bị trải qua rất là nhiều cái thất bại, rất là nhiều cái trả giá vì cái câu chuyện chúng ta lơ là trong cái việc cảnh báo về các dữ liệu báo cáo. Bản thân mình đã mất rất nhiều những cái chi phí vô ích, những chi phí vô bổ. Và bản thân mình cũng biết ở đây hôm trước mình có coaching và tư vấn cho rất nhiều anh chị. Và mình cũng nhận ra rất nhiều anh chị ở đây là chưa có một hệ thống báo cáo để có thể đo lường được, để có thể phân tích được, để có thể cải tiến được. Và rất nhiều anh chị đang bị mất tiền oan về các hệ thống về mặt báo cáo. Thì bao nhiêu anh chị cảm thấy là các hệ thống báo cáo này rất quan trọng, thì hãy comment quan trọng và rất quan trọng xuống để chúng ta cùng nhau chúng ta ghi nhớ, để chúng ta sẽ xây dựng những hệ thống báo cáo tuyệt vời.